12 triệu. Nên xoay thì ảnh hưởng gì đến nhảy? Đam mê thì nó tự mà tìm hiểu trên YouTube. YouTube chả thiếu cái gì. Đi vào rửa tay đi vào nghe. Chị phải đến tuổi quá. Nghe, đi vào rửa tay cho vào. Kinh, kinh. Thôi hè này Hà về đây mà chị Hường dạy nhảy cho mà đi biểu diễn. Cô phải đón cháu, cháu xuống Hà Nội. Bốc. Lần tay xem không? Kinh, hai chị em này chân dài phết đấy. Vào rửa lại. Ai cũng chưa nhìn thấy rửa xong không? Rửa xong không nhanh thế. Rửa lại. Rửa lại. Rửa lại. Rửa lại. Rửa lại. Thằng tôm kia. Cố tình vào quay camera đấy. Đấy, cố tình mà. Đấy. Thích vào camera nhưng mà không nhảy. Đấy đứng nhảy sao thế này. Tôm nhảy hip hop vậy kinh đấy. Chả ai chẳng chân dài phết đấy. Mỗi tội chân Hà hơi đen. Chân Hà quá đen. Đen lên chân tóc. Băng nhảy đi rồi. Đấy cái băng nhảy kia cũng muốn vào clip ấy.